Ngân Khánh và chồng đại gia đương Lê Phương đi du lịch trước ngày cô sinh con gái. Ít ai biết rằng cả hai mỹ nhân của làng phim ảnh này đã có mối quan hệ tình bạn thân thiết hơn 10 năm. Thỉnh thoảng vợ chồng Ngân Khánh mới về Việt Nam và họ luôn dành thời gian để cùng Lê Phương đi chơi đó đây. Vừa qua Lê Phương đã khoe những khoảnh khắc cùng cô bạn thân Ngân Khánh đi du lịch Đà Lạt. Được biết nữ diễn viên cùng ông xã đang ở Việt Nam, vì thế mà Ngân Khánh dành thời gian nghỉ ngơi, sẵn dịp đưa Hương gạo nếp gạo tẻ đi chơi trước khi bước vào giai đoạn ở cử hạ sinh con gái thứ hai. Hai diễn viên cùng diễn đồ đôi, họ từng có cơ hội đóng vai bạn thân trong phim truyền hình Tường Vi Cánh Mộng cách đây nhiều năm và kể từ đó Lê Phương Ngân Khánh duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết đến nay. Dù Ngân Khánh sống ở Singapore nhưng mỗi khi rảnh cô đều về Việt Nam và hai cặp vợ chồng lại cùng nhau tụ họp ăn uống đi chơi. Khoảnh khắc kỷ niệm của hai nữ diễn viên cách đây hơn 10 năm. Vài ngày đi chơi ngắn ngủi nhưng đôi bạn thân đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Trong khi Lê Phương đã là bà mẹ hai con thì Ngân Khánh vẫn là vợ chồng còn son. Thỉnh thoảng cô lại về quê nhà và xuất hiện tại các sự kiện. Gần đây nhất bà xã Trung Kiên tiết lộ giới tính của thiên thần thứ hai, chính là một bé gái. Họ đang hồi hộp từng ngày mong ngóng sự xuất hiện của cô công chúa này và tổ ấm của họ đủ nếp đủ tẻ. Đây là điều mong muốn của nhiều phụ huynh. Từ khi biết mình mang thai trong người sinh linh bé nhỏ thì nữ diễn viên gác hết mọi công việc sang một bên để nghỉ ngơi dưỡng thai. Lê Phương tâm sự, sau gạo nếp gạo tẻ ai cũng có tác phẩm tiếp theo của mình, mẹ đứng lại đợi bông đi cùng mẹ nhé. Nữ diễn viên gốc Trà Vinh luôn giữ tâm lý thoải mái trong quá trình mang thai. Có thể nói không phải tình bạn nào trong showbiz Việt cũng có thể duy trì được nhiều năm. Không thường xuyên khoe hay nói tốt về nhau nhưng Lê Phương Ngân Khánh vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ và quý mến. Trường Giang gây thất vọng vì tự ý làm theo ý mình khiến khán giả bức xúc. Trường Giang phá lệ khi tự ý đặt thêm câu hỏi cho người chơi dù không có trong format Nhanh Như Chớp. Trong tập 11 Nhanh Như Chớp, Trường Giang lại tiếp tục khiến người chơi và khán giả bức xúc vì việc tự ý thêm câu hỏi vào chương trình. Theo đó, trong phần thi của Osat, ông xã Nhã Phương có hỏi chim gì có liên quan đến ca sĩ Quang Linh. Osat đưa ra đáp án chim sáo là chính xác. Sau đó Trường Giang tự ý đặt thêm câu hỏi về ca khúc liên quan dù nó không nằm trong gói câu hỏi. Sau đó người chơi trả lời sai, 10 khó đã tự ý cho rằng Osat sai dù câu hỏi trước đó trong chương trình đã đúng. Việc Trường Giang tự ý thêm câu hỏi rồi tự ý chấm điểm người chơi khiến bạn dẫn cùng là Harry Won tròn mắt vì ngạc nhiên. Điều này còn khiến khán giả vô cùng bức xúc. Trong trang fanpage của Nhanh Như Chớp, nhiều cư dân mạng đã bình luận bức xúc. Trường Giang vô lý quá tự thêm câu hỏi rồi làm người chơi mất cơ hội. Trường Giang tào lao. Càng ngày Trường Giang dẫn chương trình càng chủ quan. Hiện phía Trường Giang chưa lên tiếng về sự việc trên. Trường Giang hiện đang là gương mặt MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình. Ngoài vai trò diễn viên, ông xã Nhã Phương còn khá đắt show trong quảng cáo MC. Thời gian qua, Trường Giang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cách dẫn chương trình. Nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng về việc ông xã Nhã Phương lấy đời tư của người chơi ra để làm trò đùa. Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là sự tếu táo của danh hài. Sau việc lên tiếng bênh vực khi Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ trích dàn cảnh bị đánh khi phát cơm để PR, bạn bè đồng nghiệp lên tiếng an ủi động viên đến Lê Dương Bảo Lâm sau khi anh đã lên tiếng phân trần giải thích về clip bị đánh khi đi phát cơm từ thiện. Rất nhiều bạn bè anh em đồng nghiệp MC Nguyên Khang, Khải Như, Hồ Bích Trâm, Đỗ Nhật Hà, Quang Trung đã lên tiếng an ủi động viên đến Lê Dương Bảo Lâm khi bị nhóm hai người đàn ông lạ mặt đánh trong lúc đi phát cơm từ thiện tại bệnh viện. Những ngày qua trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được cho là diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm bị hành hung khi đi phát cơm tại cổng bệnh viện. Theo đó, khi anh và vợ đang đứng đưa từng hộp cơm cho những người đến nhận thì bị vài thanh niên bịt khẩu trang đến hăm dọa đuổi đi và đánh. Trong clip, anh không chống trả hay chửi bới gì cả, mặc kệ bị tấn công, còn vợ của anh chỉ kịp la lên, phát cơm ở đây nó không cho, làm gì đánh người ta vậy. Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng về vụ việc này, anh khẳng định bản thân không đem danh dự của mình ra để làm như thế. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc và lên tiếng bênh vực Lê Dương Bảo Lâm. Không chỉ vậy, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ lên tiếng chia sẻ động viên nam diễn viên. MC Nguyên Khang bình luận: nhưng câu chuyện của Lê Dương Bảo Lâm khi phát cơm, mình thật sự trân quý và ngưỡng mộ tấm lòng bạn dành cho người nghèo. Cho đi là hạnh phúc, chị thiết nghĩ sẽ không an toàn nếu Lâm tiếp tục phát cơm như vậy trước cổng bệnh viện. Phần sẽ bị hăm dọa và đánh tiếp tục. Phần thì sẽ làm tắc nghẽn giao thông khu vực có mật độ xe lưu thông cao. Anh nghĩ Lâm liên hệ với văn phòng hội từ thiện của bệnh viện, xin phép được vào phát cơm, đăng ký bao nhiêu suất, phát chủ yếu cho bệnh nhân hay người nhà và em sẽ được phép phát trong khuôn viên bệnh viện. Như vậy,
Nó sẽ đến tận tay người được phát hơn là những phần cơm này đôi khi bị giành giật bởi những người chưa thực sự cần nó hơn những người nhà nuôi bệnh hay bệnh nhân. Thêm nữa, sự an toàn của em, vợ em và em được đặt lên hàng đầu, lòng tốt là rất đáng quý. Nhưng nếu không may em bị thương vì lòng tốt của mình, ai sẽ đòi lại công bằng cho em? Lâm ơi, lời cuối, cảm ơn em vì tình cảm em dành cho những người bệnh như ung thư đang dành sự sống từ tử thần, trân quý em. Viên Đức Tiến, thương em và gia đình nhỏ, cố gắng lên em nhé, tìm cách khác phát cơm. Người nghèo khó cần cơm mỗi ngày, đừng bận tâm những người khác. Ca sĩ Quốc Đại vẫn tâm nhé Lâm ơi, phản ứng lại cũng bị nói, không phản ứng cũng bị nói, em đã làm rất đúng, Lâm ơi kệ đi. Đăng Khoa, tới nay đọc cái bài này em mới hiểu hết, anh giữ sức khỏe anh ơi, cứ làm gì mình thấy đúng nha anh, thương. Quang Trung, em mong anh luôn mạnh mẽ và gia đình luôn bình an. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc lên tiếng bênh vực Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết trước đó vợ anh cũng bị đánh 2-3 lần khi đến phát cơm. Những phần cơm được vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị mang đến phát cho người nghèo đang phải chữa bệnh. Người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp cũng khuyên Lê Dương Bảo Lâm nhờ công an điều tra làm rõ để đảm bảo cho cuộc sống sau này. Một mình đi trao quà từ thiện tại bệnh viện, Kim Lý đã gọi khóc với Hà Hồ đến 10 phút vì điều này. Nam diễn viên khóc và kể với bạn gái của mình về câu chuyện cậu bé mồ côi mắc bệnh tim bẩm sinh khiến anh vô cùng đau xót. Vừa qua, Kim Lý cùng các bạn bè ekip của mình đã có chuyến thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố. Đây là chuyến thiện nguyện do nam diễn viên cùng một số tổ chức sức khỏe phối hợp thực hiện nhằm thăm hỏi và trao quà cho các bé mắc chứng bệnh tim và không có cơ hội phẫu thuật đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Kim Lý cho biết, mọi đứa trẻ mà tôi gặp ngày hôm nay được sinh ra với một trái tim không lành lặn như bao người. Các em đang chịu đựng cơn đau từng ngày và nếu không được phẫu thuật, các em sẽ khó có một tương lai tươi đẹp. Không có phẫu thuật và điều trị đúng đắn thì họ sẽ không có được một tương lai. Bên cạnh đó, Kim Lý cũng chia sẻ câu chuyện khiến anh vô cùng xúc động trong chuyến đi. Gia Kim, một cậu bé 4 tuổi được sinh ra với bệnh tim bẩm sinh. Lúc 6 tháng tuổi, bố của cậu bé đã bỏ đi. 2 năm sau đó, mẹ cũng bỏ đi để cậu bé sống với bà nội. Cậu bé đã trải qua 3 lần phẫu thuật đầy khó khăn. Tôi không thể tin được một cậu bé còn nhỏ như thế lại chịu đựng nhiều đau đớn về thể xác đến như vậy. Tôi càng ngưỡng mộ hơn là tình yêu cháu trai của bà nội Gia Kim. Bà đã không rời bỏ cậu bé mà luôn bên cạnh chăm sóc, làm mọi điều tốt nhất cho cháu mình, sức mạnh của tình bà cháu vĩ đại quá. Kim Lý xúc động vì trường hợp của bé Gia Kim bị bố mẹ bỏ rơi, chỉ sống với bà nội và đã trải qua 3 lần phẫu thuật tim. Bên cạnh đó, Kim Lý cũng kêu gọi bạn bè và các fan hãy chung tay giúp đỡ những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh để các em có cơ hội phẫu thuật và sống cuộc đời tươi đẹp. Sau chuyến từ thiện, Kim Lý đã gọi về cho bạn gái của mình là Hà Hồ và khóc nức nở khi anh kể lại câu chuyện của bé Gia Kim cho cô nghe. Trên trang cá nhân của mình, Hà Hồ bày tỏ sự đồng cảm với người yêu nhưng cũng bức xúc vì những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm đã bỏ con mình ra đi khi đứa bé phải đối mặt với bệnh tật và khó khăn. Hà Hồ viết, sáng nay sau khi bạn Kim Lý đi trao quà từ thiện, cậu điện thoại cho mình và khóc ngon lành 10 phút sau khi bước ra khỏi bệnh viện. Cậu thương các bé con còn nhỏ mà phải sống nhờ vào các bác sĩ y tá và tình thương của mọi người. Vì có cha có mẹ bỏ đi, ông bỏ đi chỉ còn bà. Kim nói rằng Kim đã khóc khi nhìn vào ánh mắt của các bé, không chút kêu ca mà chỉ rất buồn. Thương thật sự, mong mọi người sẽ cùng đồng hành để các bé có được cuộc sống bình an. Mình nghe câu chuyện cha mẹ bỏ đi khi con cái bệnh, mình cũng chẳng biết nói sao. Nỡ lòng nào nhìn giọt máu của mình lẻ loi và thiếu vắng sự quan tâm, tình yêu của mình như vậy. Để làm gì vậy? Ông trời có thể để cho những ai cần có con thì đẻ được không? Chứ suốt ngày đọc tin nhặt được các bé ở bãi rác ngoài đường như vậy, thật không biết phải chửi sao cho đúng. Màn ghen tuông cực yêu của Harry với Trấn Thành, Lan Ngọc ở Rainman bản Việt. Những tưởng Harry sẽ đổi ý, muốn lập cặp đôi với anh Xin, ai dè cô nàng lại mạnh mẽ chen vào cạnh Ninh Dương Lan Ngọc. Tham gia tập chính với tư cách khách mời, thế nhưng Harry Won không được chung đội với chồng mình, mà là Ngô Kiến Huy. Đặc biệt khi biết có thử thách ăn bánh que hai đầu sẽ có nhiều khoảnh khắc tình cảm xảy ra, thế nên cô nàng đã đổi sang đội trắng. Những tưởng bà xã Khủng Long sẽ chọn Trấn Thành, thế nhưng cô nàng lại lựa chọn Lan Ngọc là người mình muốn chung đội.
Sự xuất hiện của Harry Won đã khiến màn ăn bánh que của đội Trắng Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng trắc trở. Những biểu cảm đánh ghen vô cùng hài hước khiến khán giả chỉ thấy buồn cười mãi không thôi. Tuy vậy, những hình ảnh hậu trường không lên sóng của tập 9 Chạy Đi Chờ Chi đã hé lộ tình huống bất ngờ khi biết thử thách tiếp theo sẽ là ăn bánh que hai đầu, khả năng phải môi chạm môi để giành chiến thắng. Harry Won lập tức xung phong rồi đổi đội. Trong lúc mọi người còn ngơ ngác, cô nàng xinh đẹp đã chỉ tay về đội trắng của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc muốn về đội này và từ từ tiến đến ông xã Trấn Thành. Những tưởng Harry sẽ đổi ý muốn lập cặp đôi với anh Xin, ai dè cô nàng lại mạnh mẽ chen vào cạnh Ninh Dương Lan Ngọc và đẩy Trấn Thành về đội Ngô Kiến Huy. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, vừa định thần lại và hiểu Harry Won là muốn về chung ăn bánh que với mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã vừa cười vừa mếu, em không chịu đâu, trong lúc mọi người xung quanh cười ồ trêu chọc. Dù sau đó Trấn Thành đã mắng yêu vợ đừng trêu chọc em nhỏ nữa, nhưng Harry cũng không quên đệm thêm, không sao, sáng nay chị đã hôn môi anh Thành rồi, vẫn còn dấu vết đó nha. Tuy biết chị đại chỉ đùa thôi, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không khỏi tiếp tục bàng hoàng mếu máo, còn Trấn Thành lại phải đến giả vờ trừng trị vợ Harry đã hù dọa em nhỏ. Màn tương tác hài hước của vợ chồng siêu lầy Trấn Thành Harry Won đã mang đến nhiều tiếng cười và giúp các đội chơi phần nào thả lỏng trước khi vào thử thách khó khăn này. Cuộc đua đám cưới với năm cặp đôi Trấn Thành, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Harry Won, Trun Phạm, Sam, BB Trần, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát Buka sẽ tiếp tục với những thử thách thú vị hài hước hơn trong tập 10 Chạy Đi Chờ Chi phát sóng lúc 19:30 tối thứ Bảy.